សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀនភាសាខ្មែរចិនអង់គ្លេសថ្ងៃនេះគឺយើងរៀននៅអត្ថបទថ្មីមេរៀនថ្មីណាប៉ុន្តែនៅក្នុងទំព័រដដែលអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ខ្ញុំអានហើយនៅបកប្រែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលទំនេរគឺយើងរៀនដល់ខ្លួនឯងទៅណាអូខេឥឡូវចាំស្ដាប់ទូអើកើTo a girl, read the children's song. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven. 老师好，同学们好，你好。你好再见再见 OK แล้วยมบอกปลายเนี่ยทั้งหมดนี้ดูเออเกอร์ยินดีท่าอ่านในจมเรียงเขมงฉันนึกน้องอัตบอดนี่คือเกี่ยวกับเรียนในการอ่านในจมเรียงเขมงเขมงนะดูปลายท่าอ่านเออเกอร์จมเรียงเขมงเขมง一二三四1 2 3 4 5เลขนี้คือយើងរៀនហើយហើយតាំងពីមេរៀនដំបូងហ្នឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបកប្រែអមម្ដងទៀត6 7 8 9 10ដូចជួរខាងលើដែរ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 老师好สวัสดีអ្នកគ្រូពាក្យ老师នោះមានន័យថាអ្នកគ្រូហើយនឹងឬក៏លោកគ្រូណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងក្មេងៗនិយាយសួស្ដីទៅកាន់អ្នកគ្រូ同学们好សួស្ដីសិស្សៗទាំងឡាយ你好សួស្ដី你好សួស្ដីពាក្យ你好នេះដោយសារហេតុអីបានជាខ្ញុំបដូរសំឡេងនីក្នុងតួអក្សរគឺសំឡេងទី3ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវអាន你好ប៉ុន្តែខ្ញុំបដូរសំឡេងទៅជាសំឡេងទី2ដោយសារសំឡេងទី3ហ្នឹងជួបគ្នាអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺយើងត្រូវបដូរសំឡេងទៅជាសំឡេងទី2វិញអញ្ចឹងយើងត្រូវអាន你好你好សួស្ដីសួស្ដី再见再见លាហើយលាហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅរៀនពាក្យម្ដងណាទូនឹងប្រែថាអានណាទូប្រែថាអានចុះបើយើងចង់សួរគេថាតើអ្នកចេះអានអក្សរចិនទេយើងនិយាយថា你会读ចុច2ណា你会读中文吗？អ្នកចេះអានភាសាចិនអត់អ្នកចេះអានភាសាចិនទេបើយើងចេះយើងឆ្លើយទៅថា会我会ខ្ញុំចេះមិនចេះ我不会អញ្ចឹងទៅណា我不会មិនចេះនេះខ្ញុំចេះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិនចេះអូខេហើយអើពាក្យអើនោះមកពីពាក្យអើថងនេះអើថងនេះកុមារឬក៏ក្មេងៗហ្នឹងណាអើថងហ្នឹងកុមារឬក៏ក្មេងៗហ្នឹងហើយបើពាក្យនីអើគឺកូនស្រីណាហើយបើពាក្យកូនប្រុសវិញគឺអើជឺកូនប្រុសណាហើយបើពាក្យកនោះគឺកឈីកនោះគឺកនោះគឺបទចម្រៀង
bọt chùm riêng con cứ bọt chùm riêng và dân trong sư kê tha ta nẹ chê riêng chùm riêng chân tế rồi có ta nẹ chê chê riêng chùm riêng không ai tế Nǐ huì chàng truyền vấn cơ mà Nhi huy chàng truyền vấn cơ mà Nhẹ chè truyền trùm riêng khám ai tê Vì trùm riêng phải xa khám ai đó nha Nhẹ chè truyền trùm riêng phải xa khám ai tê Nhẹ chè truyền trùm riêng khám ai tê đôi khi nhé bà dương chết chết dương chay tha vò huê bà dương mình chết dương tha vò phù huê dẫn tới ok hai nơi bia lò sư hào bọc về tha sư đây nè kêu nó là đi hào sư đây nó hai bà dương trong nghề tha chấp bia hào nó cứ là ó prai tha là ó tại đặc biệt dương prai chỉ muốn bia tha sư đây nè kêu chứ dương trong nghề này lò sư hào hai bà dương trong ghế tha suốt đấy ní hào hai bà dương trong ghế tha quạt cư chim mà nổ lọ chứ tha sư cửa hào dẫn quạt cư chim mà nổ lọ mà nè nhớ quạt nó cư chim mà nổ pro hết nè nè là sa dẫn chưa phẳng nè bà sân chân chân trong dưới quạt chưa mà nổ sấy cứ dân pra nì chứ phẳng nè nè mà cứ riêng à so nì nó cứ mà nổ sấy nè thầm nàng em nổ sấy nhìn chắc mà dân trong dưới tha quạt cứ chưa mà nổ lõ bàn tay quạt lại nè cứ chưa mà nổ pro nè quạt nè cứ dưới pro quạt nè cứ sấy ok hai trải chuyện biết trải chuyện lắm chạy chiến lắm bên này tha lìa hái chạy chiến lìa hái và dân trong vậy tha ở lìa hái ngày sai chụp kia chân dân trong vậy tha chạy chiến minh thiên chạy huệ chạy chiến minh thiên chạy huệ lìa hái ai chụp kia tiền ok ngày nay bây giờ người luyện ban phần nắng nữa xong học cuốn là cả luyện phía xa chân chạy chuyện ở lớp xong an long bình tặng học kia tú ra thả án nì huệ tú trong vấn mà ta nẹ chế an phía xa chân tê vò huệ khuyên chế vò bú huệ khuyên mình chế ớ thóng cổ má được gọc mênh khuyên nì ớ con sấy ớ chữ con bró cơ bọn trùm riêng ná. Nì huệ chẳng chiền vấn cơ mà ta nẹ chế chương trùm riêng khám ai tê hào hào nó ra thật là ó tha sư cơ hào yến quát cứ chìm nụ là ó bàn tay quát nó cứ chìm nụ rõ ná tha sư cơ hào yến quát cứ chìm nụ là ó đáy bàn tay quát nó cứ chìm nụ sầy chạy chiền lìa hái chạy chiền mình thiên chạy huệ lìa hái giải chụp nhiệt tiện ạ à, con